Câu 56. Thả một vật rơi tự do từ độ cao h, lấy g 10 m trên dây bình. Thời gian để vật đi được 20 m đầu tiên là. Chúng ta sẽ áp dụng công thức s bằng 1/2 gt bình với s bằng 20 m. Chúng ta tính được thời gian đi bằng 2 giây. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 57. Một vật rơi tự do g bằng 10 m trên dây bình. Quãng đường vật đi trong giây thứ 5 là. Chúng ta sẽ áp dụng công thức s bằng 1/2 gt bình. Nhưng lưu ý, đây là quãng đường đi được trong t giây. Như vậy, khi người ta hỏi quãng đường đi được trong giây thứ 5, chúng ta có thể hiểu rằng đây là quãng đường đi được từ giây thứ 4 tới giây thứ 5. Vậy chúng ta sẽ tính delta s bằng s5 trừ s4. Chúng ta thế vào thì tính được quãng đường này bằng 45 m. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 58. Một vật được thả rơi từ độ cao 1.280 m so với mặt đất, lấy g bằng 10 m trên dây bình. Sau khi rơi được 2 giây thì vật cách mặt đất bao nhiêu? Đầu tiên thầy sẽ tính quãng đường vật rơi sau 2 giây, s bằng 1/2 gt bình bằng 20 m. Ban đầu vật cách mặt đất là 1.280 m. Vật rơi được 20 m. Vậy thì còn cách mặt đất là 1.260 m. Chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 59. Một vật rơi tự do có g 10 m trên dây bình. Thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất là 4 giây. Thời gian để vật rơi 6 mét cuối là bao nhiêu? Các bạn lưu ý dùm thầy. Thời gian để vật rơi 6 mét cuối, chúng ta không thể sử dụng công thức s bằng 1/2 gt bình được. Vì đây là công thức tính quãng đường rơi trong những giây đầu tiên. Như vậy, thầy sẽ giải như sau. Thầy cho hình vẽ h là độ cao từ lúc thả rơi cho đến lúc thời gian t bằng 4 giây. Thì đầu tiên thầy sẽ tính độ cao ban đầu này trước. H bằng 1/2 gt bình với t bằng 4 giây. Thầy tính được h này bằng 80 m. Sau đó thầy sẽ trừ 6 m cuối cùng này ra. Thầy tính cái quãng đường đầu tiên mà vật đi được. Thì s này bằng h trừ cho delta h bằng 20 m. Như vậy thầy sẽ tính thời gian rơi cái 20 m đầu tiên này. Thì thầy mới có thể áp dụng công thức đúng của mình. S bằng 1/2 gt bình. Thì thầy ra t bằng 2 giây. Như vậy tổng thời gian rơi là 4 giây. Và 20 m đầu tiên này thì rơi 2 giây. Như vậy 60 m cuối cùng này sẽ rơi là 4 trừ 2 bằng 2 giây. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Một vật rơi tự do tại nơi có g bằng 10 m trên dây bình. Trong 2 giây cuối vật rơi được 25 m. Thời gian rơi của vật là bao nhiêu? Thầy gọi T là thời gian rơi tổng cộng của vật. Như vậy quãng đường đi được trong 2 giây cuối sẽ là delta S bằng S thứ T trừ cho S thứ T trừ 2. Chúng ta ráp công thức vào, bấm máy tính ra được T bằng 2,25 giây. Vậy chúng ta chọn đáp án là câu A.